Rồi ok ha, thì hôm nay ha Ad sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kỹ thuật ha. Một cái kỹ thuật này cũng khá là quan trọng ha, mà một số bạn đã gửi yêu cầu cho Ad và Ad thấy là ở đó có thiếu sót quá ha. Thực sự là lúc mà mình làm cái hướng dẫn mà theo nhân vật á ha, thì đúng là Ad đã hướng dẫn các bạn là cách phân rã các bộ phận như thế nào trong Photoshop và cách thêm các bộ phận như thế nào trong Creative Talk ha, nhưng vẫn còn thiếu sót một phần, đó là phần tạo cử động cho con người của mắt ha. Thì một số bạn đã gửi yêu cầu đến và Ad rất cảm ơn những các bạn đó. À, bởi vì nếu các bạn không có yêu cầu thì á cũng quên luôn và cũng cứ nghĩ rằng các bạn đã biết cái kỹ thuật đó rồi ha. Rồi ha, thì kỹ thuật đó là như thế nào ha, thì đó là đây các bạn có thể thấy ha, các bạn vào phần bookmark ha, các bạn nhấn ha cử động mắt ở đây và các bạn xem ha, các bạn thấy ha, khi mà con chuột di chuyển thì mắt của Peppa Pig cũng di chuyển theo con chuột, các bạn thấy ha, đó là cử động mắt ha, và khi mình click chuột thì nó nhắm mắt lại, mình đưa chuột ra thì nó mở mắt ha các bạn ha, đấy ha. Đấy là cử động mắt ha, thì đây không phải là kỹ thuật đơn giản các bạn, nó yêu cầu các bạn là phải có một cái phần mềm thứ ba, đó là phần mềm Flash. Các bạn phải thực hiện cái con mắt này trên Flash rồi các bạn import ngược vào Creative Talk theo đúng định dạng của Creative Talk, thì khi các bạn import vào Creative Talk nó mới hiểu và nó mới đưa cho mà nó mới thể hiện một cái kết quả đúng như vậy ha, là con mắt di chuyển như vậy ha. Thì hôm nay Ad sẽ hướng dẫn cho các bạn ha kỹ thuật đó ha. Rồi thì để hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật này, các bạn phải biết phần mềm Flash như đã nói ha. Thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ phần mềm Flash nào mà các bạn biết. Thông thường thì sẽ Adobe Flash, các bạn sẽ 4, sẽ 5 và các thứ, thì các bạn thích phần mềm nào các bạn sử dụng phần mềm đó ha. Thì ở đây thì Ad chuyên về cái phần mềm gọi là phần mềm Sheriff. Hay dĩ nhiên Ad cũng biết về Flash nhưng mà Ad đã sử dụng qua các phần mềm Flash và Ad thích phần mềm Sheriff nhất. Bởi vì sao? Bởi vì Sheriff nó hỗ trợ rất tốt cho việc vẽ hoạt hình, thậm chí là vẽ nhân vật, vẽ hiệu ứng rất là tốt ha. Các bạn có thể sử dụng phần mềm này và các bạn trải nghiệm thử, thì chắc chắn là link của Sheriff thì Ad đã để trong group của chúng ta, group trên Facebook, các bạn có thể vào và download thoải mái ha. Rồi thì Ad cũng sẽ giới thiệu cho các bạn sơ về phần mềm Sheriff này ha. Đây là phần mềm Sheriff ha. Thì Ad sẽ cung cấp cho các bạn cái bản là bản S6 là Exit ha, X6 chúng ta ha, và bản này bản 32 bit ha. Rồi thì Ad sẽ giới thiệu sơ cho các bạn ha, vì sao cái phần mềm này ưu việt và Ad lại thích cái phần mềm này. Thì ở đây thì các bạn thấy ha, nó sắp xếp chúng ta như thế này: Start New Drawing, có nghĩa là các bạn phải vẽ, vẽ background, vẽ nhân vật, vẽ phụ kiện và các thứ, các bạn vào phần này và các bạn save ra, các bạn save với định dạng của Sheriff, cái định dạng riêng của Sheriff, và các bạn cũng phải export sẽ định dạng PNG, JPEG vân vân ha, là các bạn vào phần này ha. Phần thứ hai là keyframe animation, ở phần này thì các bạn sẽ sử dụng để làm hiệu ứng động, các bạn xuất cái dạng Flash làm hiệu ứng động rất tốt, JPEG hỗ trợ rất tốt những cái phần hiệu ứng động và tương thích khá tốt với Creative Talk Animator các bạn ha. Còn stop frame animation ha, thì mình sẽ giới thiệu cái phần này sau ha, cũng ít dùng nhưng mà khi nào có dịp mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Rồi bây giờ Ad sẽ cho các bạn thấy ha, các bạn Ad sẽ ha giới thiệu các bạn sơ về phần mềm này. Các bạn vào Start New Drawing thì ở đây nó sẽ có nhiều cái định dạng các bạn, nhiều cái định dạng khổ giấy á ha, thì các bạn thích cái định dạng nào phù hợp với yêu cầu của các bạn thì các bạn chọn ha. Ở đây thì Ad sẽ chọn cái Lester Landscape này ha, với độ phân giải là 1056 x 816 ha, các bạn ok ha. Vì sao Ad lại nói phần mềm này nó khác biệt ha, nó khác biệt bởi vì nó hỗ trợ chúng ta vẽ rất là tốt ha, các bạn thấy ở đây ha, nó hỗ trợ chúng ta rất là nhiều ha, rất là nhiều cái hình mẫu có sẵn của nó ha, và thậm chí các bạn thấy ha, chúng ta cần kéo ra được cái đồng hồ rồi, cũng hay một cái prop trong cây đó các bạn, đúng không, các bạn có thể tạo cái đồng hồ, đúng không, đồng hồ riêng các bạn ha. Ở đây các bạn cũng thấy có hai cái option ha, các bạn kéo lên ha, các bạn thấy kim giờ di chuyển ha, ha, và đây là kim phút ha. Đấy, các bạn muốn bao nhiêu giờ là sẽ có bấy nhiêu giờ ha. Phần mềm Sheriff này hỗ trợ rất tốt cho việc vẽ hoạt hình các bạn ha. Thì Ad cũng đề nghị các bạn là sử dụng phần mềm này bởi vì nó cũng tương thích tốt với Creative Talk ha. Rồi, tiếp theo đó là những cái thư viện các bạn. Cái thư viện có sẵn của nó rất là nhiều hình ảnh đẹp ha. Thì ở đây các bạn có thể thấy ha, ở đây nó cung cấp rất nhiều cái hình ảnh đẹp các bạn, Brightest ha. À, đây chẳng hạn như ha, Back Well đây
rất đẹp các bạn, theo phong cách Phật luôn ha. Các bạn cũng không cần vẽ gì nhiều ha, các bạn chỉ cần kéo thả nó là các bạn đã có ngay một cái bánh. Thậm chí các bạn có thể ha chỉnh sửa vân các thứ ha, các bạn hãy chỉnh nó màu khác ha, đấy vân vân ha, rất là đẹp, rất là nhiều hạng mục chẳng hạn như history ha, landscape vân vân các thứ thì nó hỗ trợ rất rất là tốt các bạn ha. Thậm chí là những cái này các bạn cũng không cần vẽ lại nhiều ha, chỉ cần chỉnh sửa lại thôi là chúng ta đã có cái riêng của mình rồi ha. Đấy, rất là nhiều thứ ha, đó là vì sao Ad lại thích cái phần mềm này. Rồi bây giờ Ad sẽ vào vấn đề chính của chúng ta ngày hôm nay các bạn ha, đó là phần tạo hiệu ứng cử động cho mắt ha. Thì ở đây thì các bạn sẽ vào new keyframe animation ha. Ở đây thì sẽ có nhiều cái định dạng ha, thì tùy yêu cầu các bạn mà các bạn ha chọn ha. Thì ở đây thì để mình tạo cái hiệu ứng mắt thì Ad yêu cầu các bạn ha, Ad đề nghị các bạn luôn ha là chọn cái định dạng DVD NTSC ha, chính là cái định dạng này ha. Rồi các bạn nhấn OK. Rồi ở đây thì các bạn sẽ có cái vùng vẽ của chúng ta, chắc chắn là vùng vẽ của chúng ta nằm ở đây ha. Rồi bây giờ Ad sẽ hướng dẫn từng tự các bước cho các bạn. Rồi OK ha, thì bây giờ sẽ tới cái phần mà Ad sẽ hướng dẫn cho các bạn ha, phần vẽ con ngươi của mắt ha, theo đúng cái định dạng của Pre-talk Animator ha các bạn ha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ nhìn cái hình mẫu ha, đây là cái hình mẫu của mình ha, và con ngươi của mình sẽ có hai phần thôi ha, thứ nhất là phần viền ở ngoài mắt và thứ hai là phần con ngươi màu đen bên trong ha, và có thêm cái phần nhỏ tạo độ bóng cho con ngươi nữa ha. Thì mình sẽ có hai phần chính là như vậy ha, thì mình sẽ tiến hành vẽ trong Serif ha. Rồi thì đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái phần này ha, thanh công cụ bên trái các bạn nhìn vào sẽ có rất là nhiều hình ha, thì các bạn chọn hình Quick Ellipse ha. Rồi trước khi vẽ thì các bạn nhấn Shift ha để tạo thành một cái hình tròn cho nó đều ha. Rồi chúng ta có một cái hình tròn ha. Rồi thì các bạn cũng thấy ha, là con mắt của chúng ta thì nó không có tròn như vậy, nó không có tròn 100% như vậy mà nó phải hơi méo một chút để tạo cái sự tự nhiên ha. Vì cái nét vẽ mà làm sao mà nó tròn như mà mình dùng thước được ha, thì đó sẽ tạo cái sự tự nhiên cho cái nhân vật của mình ha. Thì để làm được điều đó thì các bạn ha click vào hình tròn ha, các bạn nhấn chuột phải và chọn Convert to Curve ha. Rồi tiếp theo đó thì các bạn cũng chọn vào hình tròn lại ha, và chọn xuống công cụ là Node Tool ha, chúng ta sẽ chỉnh sửa những cái điểm node của nó để tạo thành một cái hình nó không có tròn ha. Và khi vừa kích vào cái Node Tool thì các bạn sẽ thấy 4 điểm ha, thì chúng ta sẽ nắm kéo 4 điểm này ha, kéo nó lệch một xíu thôi là được các bạn ha, không nên lệch nhiều quá thì nó cũng không hay ha, là một xíu ấy nó sẽ đẹp ha. Rồi tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đến phần tô màu ha. Thì cái phần viền này thì nó sẽ có hai màu chính ha các bạn, đó là phần màu của viền và phần phần màu của cái phần bên trong hình tròn ha. Thì đây đầu tiên các bạn phải chỉnh cho nó cái phần viền ở đây, các bạn click vào đây và các bạn chọn ở đây ha phần viền của hình tròn thì mình chọn là 48 pixel ha, ở đây BT ha, BT point ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tô màu ha, các bạn nhìn vào đây, ở đây sẽ có hai phần màu, một là phần màu của đường viền ha là light, còn hai là phần màu tô là fill ha. Thì các bạn click vào đây và các bạn click vào phần màu đường viền ha, và các bạn chỉnh cho nó cái màu giống như màu hồng ở đây ha, cái màu nó giống giống màu hồng, đừng có đậm quá ha, nó cũng dịu một xíu ha. Rồi tiếp theo là cái phần màu tô, màu tô thì mình thấy đây là không có màu, nghĩa là mình chọn nên ha, là mình chọn cái nền trong suốt ở đây nên ha. Rồi vậy là chúng ta đã có được cái phần đầu tiên của con mắt ha, kéo nó stop xí ha. Rồi OK. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy trong cửa sổ laser thì hướng dẫn cho một số bạn còn mới với phần mềm này, thì một số bạn sau khi cài xong thì chắc nó sẽ không có cái phần laser này ha, thì mình sẽ lôi nó ra trong cái bảng menu, các bạn click chuột phải vào cái vùng trống bên đây và chọn Customize ha. Ở đây thì mình sẽ có một loạt các menu ha, một loạt các option ở đây, thì các bạn vào phần User Interface, ở đây sẽ có phần Studio ha, và sẽ có phần Layer ha, các bạn nhấn OK ha. Rồi
các bạn sẽ có được cái cơ sở laser này. Và hiện tại laser mình đang vẽ đó là laser 1 ha, laser 1 là cái phần viền của mắt ha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ vào cửa sổ laser này, click chuột phải và chọn Add Layer ha. Ở cái phần này thì đây là phần quan trọng các bạn ha. Add Layer mới này thì các bạn phải đặt tên cho đúng ha. Thì mình sẽ đặt tên đó là Pupil, có nghĩa là con người của mắt ha. Và các bạn lưu ý là các bạn phải đánh đúng từng chữ ha, trong cái phần name này ha, và đánh đúng từng chữ luôn, phải biết hoa chữ cái đầu luôn ha, Pupil ha. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái nhận dạng của cây thoát, lúc mà các bạn đưa vào cây thoát thì nó sẽ nhận dạng theo hai cái tên, nó sẽ biết ừ pupil là con người ha, nó sẽ nhận dạng theo cái tên để nó thực hiện cái cử động ha. Các bạn phải cực kỳ, các bạn cực kỳ cẩn thận cho cái bước này là cái bước đặt tên ha. Rồi các bạn nhấn ok ha, chúng ta sẽ có một cái layer mới tên là pupil ha. Rồi tiếp theo ở trong layer pupil này các bạn ha, các bạn chọn một layer pupil, các bạn sẽ vẽ tiếp một cái hình tròn này ha, các bạn tô cho nó màu đen ha, đen hết luôn cả phần viền và phần tô đều màu đen ha. Rồi chúng ta có một con người và mắt rất là đẹp ở đây, ok ha, rất là đẹp ha. Rồi tiếp theo đó là sẽ tạo cái độ bóng cho con người, các bạn thấy một cái màu trắng trắng ở đây ha, cho nó đẹp các bạn ha. Cũng như vậy các bạn có thể copy cái này ra cũng được ha, các bạn copy rồi các bạn dán ra ha, sau đó các bạn ha kéo nhỏ lại cũng được như thường ha. Sau đó các bạn cho màu trắng đây, rồi chúng ta đã xong phần pupil ha. Rồi tiếp theo đó thì đây cũng là phần quan trọng ha, các bạn vào đặt tên lại ha, ở đây cũng là pupil luôn các bạn ha, phải nhớ ha, các bạn phải đặt tên đúng và đầy đủ pupil, ở đây cũng là pupil luôn đấy ha, các bạn nhớ ha, các bạn phải đặt ở trên đây và ở dưới đây, hai phần nhỏ cũng phải là đặt pupil luôn. Nếu các bạn chỉ đặt ở phần lớn pupil này không thì khi đưa vào CreateTop cũng sẽ không cử động được ha, phải đặt đúng cả ba phần các bạn ha. Rồi ok, rồi bây giờ tiếp tục ha, tạo cái phần quan trọng khác đó là phần mask ha. Thì cái phần mask này các bạn cũng phải ha, click chuột phải và cái chuột phải vào cái vùng trống trên layer và chọn Add Layer. Thì đây các bạn đặt tên là mask ha, các bạn phải viết đúng chính tả luôn ha, viết hoa chữ cái đầu ha, cực kỳ cẩn thận trong cái phần này ha, mask các bạn ok ha. Thì cái kỹ thuật mask này thì chắc chắn các bạn đã biết rồi ha, một số bạn về kỹ thuật đồ họa hoặc trình vân các bạn đã biết kỹ thuật mask này rồi ha. Thì đối với một số bạn chưa biết thì anh cũng nói sơ qua như thế này, đó là một cái kỹ thuật chuyên về phần đồ họa ha, đó là tạo một cái lớp trong suốt ha, nhưng nó sẽ giữ lại những cái giới hạn của nó trong trong một cái giới hạn của nó để nó di chuyển ha. Thì các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật mask này, các bạn có hai cách ha. Các bạn có thể lên trên mạng ha, các bạn search về kỹ thuật mask trong Photoshop ha. Thì kỹ thuật mask trong Photoshop cũng giống như kỹ thuật mask trong Serif rồi, cũng giống nhau cả, đều là vẽ ha. Và cái thứ hai các bạn có thể lên một số diễn đàn và các bạn hỏi về kỹ thuật mask này trong Serif hoặc trong Photoshop, chắc chắn là các bạn sẽ có được câu trả lời ha, các bạn sẽ đi sâu tìm hiểu về kỹ thuật mask này ha. Còn nếu mà các bạn nào rất là mới với kỹ thuật này thì các bạn chỉ việc làm theo hướng dẫn của app là các bạn sẽ có kết quả như mong muốn, đó là một con người cử động được. Để add vào CreateTop Animator các bạn cũng không cần tìm hiểu sâu đâu các bạn chỉ cần biết làm cái kỹ thuật như vậy trong Serif như vậy là được, làm đúng các bước thì kết quả sẽ đúng như vậy ha, các bạn không phải lo lắng nhiều quá. Rồi ở trong cái layer mask này các bạn ha, thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn lại trở về cái layer 1 của mình ha, các bạn click mũi tên cho nó sổ xuống và thấy cái này object 2, các bạn click vào nó và các bạn nhấn vào copy ha. Sau đó các bạn lên layer mask chúng ta mới tạo và nhấn pass ha, nhấn pass ở đây ha. Rồi khi nhấn pass xong thì các bạn sẽ thấy layer mask nó sẽ có cái hình tròn màu hồng tương tự như cái layer 1 của chúng ta, đó là các bạn làm đúng rồi đấy ha. Rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ đổi màu ha, sẽ có hai phần màu, một là phần màu viền và hai là phần màu tô. Các bạn phải chắc chắn là các bạn phải đổi màu cho nó khác với phần layer 1, còn màu nào thì tùy các bạn ha, tùy các bạn thôi, nhưng mà chắc chắn nó phải khác với phần layer 1 ha. Thì ở đây mình đã có màu hồng rồi thì mình sẽ chuyển sang màu xanh cho nó hợp ha, chuyển thành màu xanh, còn màu tô này thôi cho nó màu vàng ha. Rồi
Sau khi các bạn chuyển xong ha thì các bạn sẽ có được cái hình như vậy, là nó sẽ che đi cái phần con người mà đầu tiên đã vẽ ra ha. Các bạn cứ yên tâm vì các bạn đang đi đúng hướng ha, không gì hết. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ thấy ở đây, ở phần layer mask này chúng ta có hai cái biểu tượng cuối cùng, đó là biểu tượng M có nghĩa là visible và biểu tượng ổ khóa hay là lock. Rồi chúng ta kích hoạt cái chức năng mask của nó lên ha, rồi M sẽ hiện lên đây và chúng ta kích hoạt chức năng ổ khóa của nó ha. Các bạn click vào hai cái ký tự, hai ký hiệu cuối cùng ở đây ha, thì chúng ta sẽ có lại con người bình thường. Có nghĩa là mask bây giờ đã thực sự là một cái kỹ thuật mask rồi đấy, nó đã bắt đầu thể hiện rồi đấy ha. Rồi vậy cái mask này, cái layer mask này dùng để làm gì? Thì như Ad đã nói ha, khi các bạn di chuyển con người thì chắc chắn là con người của bạn nó sẽ di chuyển trong cái vùng màu trắng này thôi, đúng không các bạn? Làm sao con người các bạn di chuyển qua đây được? Làm sao mà cho cây rót hiểu là con người nó sẽ không di chuyển ở vùng bên đây mà nó chỉ giới hạn trong cái vùng màu trắng nhỏ này thôi? Thì đó là nhiệm vụ của mask, mask sẽ làm được cái điều đó ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại xem chúng ta đặt tên đúng chưa ha. Ok ha, phần layer này thì các bạn không cần quan tâm đến tên ha, không quan tâm đến tên, kệ nó ha. Rồi chúng ta tới phần preview này rất là quan trọng, nghĩa là cái layer chính chúng ta phải tên mục tiêu và cái hai layer phụ của chúng ta nữa cũng phải tên là preview luôn ha. Rồi tiếp theo là phần mask này thì chỉ cần đặt tên là layer chính là mask, còn những cái phụ của nó thì cũng không cần đặt tên ha, và cứ để nguyên định cũng được ha. Rồi tiếp theo thì ha, thì chúng ta sẽ thêm một cái layer nữa. Bởi vì sao? Bởi vì đây là Ad muốn hướng dẫn cho các bạn một cách tổng quát luôn. Bởi vì trong Peppa Pig thì các bạn thấy là con mắt nó rất là đơn giản, nó có hai phần như vậy, nhưng mà nhiều khi là nhân vật của các bạn tự sáng tạo ra, các bạn cho nó những cái đặc điểm riêng. Có thể là con mắt của nó sẽ có lông mi, lông mày, hay là những cái makeup, những cái trang điểm riêng gì đó để làm cho nhân vật các bạn nổi bật và khác với những nhân vật còn lại thì sao ha. Thì các bạn sẽ có một cái layer tiếp theo ha, đó là layer decor, có nghĩa là trang trí, và cái này các bạn cũng phải đặt tên cho đúng luôn ha. Decor cái là decoration trong tiếng Anh, nghĩa là trang trí ha. Rồi các bạn nhớ viết hai chữ cái đầu tiên, rồi thì các bạn nhấn ok ha. Rồi chúng ta sẽ có một cái layer nữa là layer decor. Ở layer này thì các bạn thay hồ trang trí, có nghĩa là chẳng hạn như đối với nhân vật nam thì chúng ta không cần lông mi, nhưng mà đối với nhân vật nữ thì sao, chúng ta cần vẽ thêm lông mi để phân biệt giữa nhân vật nam và nhân vật nữ ha. Thì các bạn thêm lông mi vào cho nó ở đây ha, các bạn chọn ra là decor, sau đó các bạn vẽ lông mi vào thôi. Ở đây AI sẽ sử dụng cái công cụ này ha, Twilight Tool, vẽ một cái đường thẳng ra ha, sau đó chỉnh lại ha, chỉnh viền cho nó lên cao một xíu ha, sau đó chỉnh màu cho nó màu đen đi ha. Rồi đấy thì các bạn cứ tiếp tục như vậy, các bạn cũng vẽ lông mi cho nó ha, đấy cứ vẽ bao nhiêu lông mi thì thích các bạn ha. Thì đây là phần trang trí, thì tùy vào nhân vật các bạn, tùy vào ý tưởng các bạn ha, các bạn muốn trang trí như thế nào thì các bạn trang trí như vậy ha. Rồi nhưng mà các bạn đừng có để lọt ra ngoài nhé, đi lọt ngoài nó sẽ không có hiển thị cái vùng màu xám này, mà những cái đường vẽ các bạn mà lọt vùng màu xám này nó sẽ không có hiển thị các bạn ha. Các bạn kéo cho nó vừa đủ cái vùng màu xám của mình thôi đấy. Rồi rồi thì chúng ta đã xong rồi đấy các bạn ha, chúng ta đã xong rồi đấy. Bây giờ chúng bước tiếp theo là chúng ta sẽ export cái phần này ra thành một file flash ha. Rồi ở đây thì Ad đã có sẵn cái nút gọi là export. Thì các bạn nào mới cài thì chắc chắn sẽ không có cái nút này ha, các bạn vào file export và export as flash SWF ha. Rồi các bạn chọn desktop, các bạn chọn đặt tên cho nó, rồi bạn nhấn yes ha. Rồi tiếp theo thì bạn sẽ thử xem mình đã làm đúng chưa ha. Đây các bạn click vào đây ha, các bạn thử replay nó xem ha, thử replay nó ha. Rồi
Đây con mắt của chúng ta đây. Nào, các bạn kéo nhỏ lại cho nó cân xứng với con. Ha, sau đó các bạn nhấn close. Rồi cái đó các bạn nhấn tắt lại. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test thử xem nhân vật chúng ta đã ổn chưa. Đấy các bạn thấy ha, con người đó di chuyển các bạn ha. Đấy. Ok rồi ha. Đấy, có nghĩa là các bạn phải đúng theo cái kỹ thuật của mình. À, đúng theo những cái phần đặt tên, đúng theo những cái phần những cái phần mà mình đã hướng dẫn các bạn, đó là gì? Đó là phần con người và phần viền là phải hai cái layer khác nhau, và cái phần decor là những cái phần trang trí riêng các bạn thì cũng phải có một cái layer riêng. Các bạn không thể gộp chung vào một layer ha. Và nhớ là phần đặt tên cũng phải là đúng theo tên và cũng phải viết hoa cho cái đầu các bạn ha. Rồi các bạn làm đúng theo những cái hợp đó thì chắc chắn chúng ta sẽ có được một con người di chuyển như thế này ha. Rồi. Ok ha. Và làm này đã hướng dẫn cho các bạn xong cái phần di chuyển cho con người của mắt ha, bằng phần mềm Serif ha, một phần Serif ha. Các mình sẽ có ha bốn cái layer cơ bản, là bốn cái layer: một layer decor để trang trí ha, một layer mask rồi để thực hiện cái kỹ thuật ha, kỹ thuật của vẽ ha, pupil là con người ha, phải nhớ phải đặt đúng tên ha. Rồi cuối cùng là phần viền ha, không cần quan tâm đến tên của phần viền này ha. Rồi thì hôm nay mình đã kết thúc ở đây ha các bạn ha. Mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cái phần là tạo chuyển động cho con người của mắt. Thì trong một số phần tiếp theo thì á sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp những kỹ thuật mới ha. Các bạn cũng gửi những yêu cầu cho á cũng khá nhiều, á cũng đang sắp xếp để quay clip ha. Thì cái nào quan trọng nhất thì á sẽ làm trước, còn sau đó sẽ tiếp theo đến những cái phần kỹ thuật khác mà các bạn yêu cầu. Thì các bạn cứ mạnh dạn yêu cầu á những cái kỹ thuật mà các bạn chưa biết, chưa nắm được thì á sẽ sắp xếp thời gian để quay clip ha. Rồi các bạn nãy giờ á cũng quan sát thấy là ở đây là nó chưa được tự nhiên cho lắm. Các bạn thấy là cái phần lông mi này hai đáng lẽ nó phải nằm ở phía dưới ha. Thì các bạn không sao cả, các bạn yên tâm thì các bạn cũng kéo thôi ha, các bạn cũng kéo thôi, còn decor này ha các bạn kéo xuống dưới ha, thì những cái lông mi này nó sẽ nằm ở phía dưới con mắt ha. Rồi các bạn cũng tiến hành export ra như bình thường ha, không có sai sót gì hết, không có vấn đề gì hết ha. Rồi thì hôm nay chúng ta kết thúc ở đây ha.